Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Để vừa lâu quá, thầy đã phải đi nghe kẹt mấy năm rồi, cắm tinh nè. Đó, hai nè, đó. Đó, hai là tương thấp tương cao, voilà. 2 cm. On voit les genoux aussi là, les points genoux et mắt cá là, je sais pas, Achille, non, non. Bây giờ hai chân bằng nhau rồi, hai chân bằng nhau rồi. Đó là... để chụp hình. To. Đi sang, anh tao long tâm rồi. Chụp hình gặp đi. Mơ là em tao đẹp. Bravo. C'est bon? C'est bon? Claire? Je suis Gérard, comme quelle année, quel âge as-tu, qu'est-ce que tu as avant et comment tu ressens maintenant? Allez. On t'interview. Oui, tu regardes. Oui. Je suis Gérard Allemand. Oui. J'ai 79 ans. Qu'est-ce qu'il y a fait? Gérard, non, c'est bon. Gérard Allemand, ça, 78 tuổi. 79 ans bientôt. Oui, gần 79 tuổi. Je vais dire ce que j'ai fait avant. Oui. J'ai fait une erreur qui m'a déclenché des tas de choses, c'est-à-dire l'arthrose. L'arthrose dans le dos aussi. Et maintenant, je sens que, bon, ça va, je peux sauter. Maintenant, tu peux lever les pieds, hein, facilement. Voilà. Tu retournes pas. Voilà. Dégrave. Vive le Vietnam. Voilà. Hồi trước đó ông không làm chân được, ông không giở chân được. Voilà. Trước đó ông không làm được, bây giờ ông làm được. Et tu portes chaussettes toi-même aussi. Non, c'est elle qui m'a mis les. Voilà. Trước đó là Marie Claire để chaussettes cho ông, để giới cho ông. Bây giờ ông tự mang giới được. Wow. Et quoi encore? Qu'est-ce que tu as vu comme portrait? Je te dirai ça dans 8 jours. Je vais aller danser, je verrai si ça va mieux. Ah, ông nói là ông sẽ đi nhảy đầm. Rồi khi nhảy đầm xong á, mà tu peux danser. C'est le marathon. Allez, allez. Allez, Marie Claire. Non. Du tango. Allez. Du tango. Hop. C'est fait, c'est fini. Alors, comment tu sens? Alors comment tu sens après une danse? Impeccable. Impeccable. Et merci beaucoup à tous. Voilà. Merci à vous aussi. Voilà. C'est bien. Tu dis merci au professeur. C'est ce que je viens de faire. Voilà. C'est ce que je viens de faire. Ông có người Tây, ông không có tin. Đó là trước đó là hồi hôm qua một cái skill nói là để đi tới đây rồi một cái chữa bệnh cho ông. Ông có nói một cái tao có phải bác sĩ rồi mà chữa cái gì bác sĩ. Bác sĩ chữa tao chưa được không mà
làm sao mà mua cái xe chữa được. Đó là mình nói bây giờ mày không muốn chữa rồi mày chết thì bây giờ nói trước cho tao, tao đi mua cái hộp tao để sẵn. Cái xong sáng nay ông đi, ông nói tao nể mày tao đi á. Với lại tao hứa với mua cái tao tới tao thăm nó chứ đời nào mà nó chữa tao được. Nó không tin đó trời. Đây là bài xã của ông Tây. Bài Claire. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm nha, cảm ơn mô cái, cảm ơn cả mọi người. Giờ làm cho ông mà đỡ đau như vậy thì thôi đời của tôi cũng nhẹ bớt đi. Xin mọi người cho nàng pháp đây. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.